hỏi: Hòa thượng nói Phật giáo là tôn giáo trí huệ, vậy thế nào là Phật? Thế nào là đại trí huệ, đại từ bi, đại nhân từ? Đáp: Câu hỏi này không phải chỉ nói vài câu là có thể trả lời được. Phật là phân nửa chữ tiếng Phạn, gọi đầy đủ là Phật Đà Gia, tiếng Anh gọi là Buddha. Nên tôi thuận theo đó mà đặt tên là Bất Đại, tức không lớn. Tiếng Hoa đọc là Buddha, giống như âm Buddha. Tuy Bất Đại không lớn nhưng nhỏ. Phải chăng là không nhỏ? Cũng không phải là nhỏ. Khi giảng Pháp ở Lancaster, tôi nói như vậy đó. Bất Đại, đây tức là Buddha. Phật và người thì giống như nhau, tức là Bất Đại, không lớn. Duy chỉ trí huệ của Phật thì cao siêu hơn trí huệ của con người. Tu thành Phật rồi thì có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Đó là cái toàn năng của Phật. Trí huệ của Phật cao siêu nên tâm từ bi của Ngài cũng rộng lớn và nguồn năng lực luôn mãi đầy đủ, không thiếu hụt. Năng lực của Phật không ai có thể bì kịp. Năng lực của người phàm có giới hạn, còn năng lực của Phật không có mức giới hạn. Cho nên Ngài có lòng từ bi vô lượng, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm của Phật, còn từ bi hỷ xả của người phàm thì có mức giới hạn, không giống như Phật, vì Đức Phật có thể xả những cái con người không thể xả. Phật đối với tất cả đều có lòng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Thế nào gọi là từ? Thế nào gọi là bi? Từ là thường ban vui, bi là năng cứu khổ.